tưởng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều. Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi, minh dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thứ mắt hồi gian trung, trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu ba tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Ở trên trời á, mình nó khóc với cha, xuống đây mình cũng khóc với chúng sanh. Sanh khó hiểu, khó hiểu tâm của bề trên nghĩ thương mình như thế nào. Nếu mà ngày xưa mà trên trời kia không khóc thì hôm nay trái đất mình không biết bao nhiêu trái bom nguyên tử nó nổ rồi đó. Hôm nay cơ lộ thì cũng lộ chút chút luôn. Tại vì những cái bài này thì Đức Thầy xuống trần, ngài đi nói trước khi Kiệt đầu thai. Nhưng mà hôm nay đọc lại thì cái điển á, cái cảm xúc nó có. Tại vì của mình mà.